Chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh Vivian Nguyễn TV. Hôm nay mình sẽ vào bếp để share với cả nhà cái món gỏi đu đủ ha. Mình làm với lại cái lỗ tai heo với lại 200g tôm nè. Đó, lỗ tai heo này. Mua chợ Mỹ nó lạng sạch luôn đó nha cả nhà. Nó mình bắt một cái nồi nước sôi để mình luộc cái lỗ tai heo nha. Mình có miếng gừng mình rửa sạch rồi. Bây giờ mình sắc miếng miếng. Mình qua mình bỏ vô cái nồi nước lèo cho nó thơm. Nước lèo nó sôi rồi nha cả nhà. Bỏ vô lỗ tai heo vô mình luộc trước nha. Mình cho vô đây muỗng giấm nha cả nhà. Cho lỗ tai heo của mình nó cắn rồi nó mau chín nha. Rồi. Nào nó chín thì mình luộc tôm nha. Mình bỏ tôm mình để cái nước đó, mình luộc mình để đây. Mình qua đây mình vọt cái trái đu đủ nè. Vọt của mình bào sợi nha cả nhà. Giờ đu đủ mình đã bào vỏ rồi. Bây giờ mình rửa sạch sẽ rồi nha. Bây giờ mình cào nó ra. Để sợi nha cả nhà. Mình bào cho nó hết cái trái đu đủ luôn. Rồi mình để đây nha cả nhà. Mình có chuẩn bị nè. Chanh, ớt, đồ rau răm đồ. Tép tỏi thì mình để sẵn nè. Mà trời lạnh quá mình chắc mình không chiên bánh mùng tôm ở ngoài mà mình dùng bánh đa. Để chút mình bỏ vô microwave mình nướng nó sơ. Rồi mình đã vắt sẵn ha, ba trái chanh nè, mình lấy nước cốt sẵn mình để nè cả nhà. Ha. Rồi mình chuẩn bị rồi mình chờ cho thịt đầu heo nó chín rồi mình rụng tôm. Rồi bắt đầu mình làm qua cái món gỏi ha cả nhà ha. Đu đủ mình bào sợi rồi cả nhà. Nãy mình có rửa sạch đó rồi mình cũng bóp sơ qua nước muối đó. Mình cho nó sạch cái mũ đó. Đó bây giờ mình để đây nha. Giờ tới cái phần nước. Nước cho nước chấm mà nước pha nữa nè. Đó mình có ba cái chanh hồi nãy mình lấy ra, bây giờ mình nước bớt nữa đi. Mình để chút làm nước mắm chấm. Mình không xài bột ngọt cũng được, nhưng mà tại vì mình muốn cho nó có xíu. Cái nước này là mình lúc mình ướp vô cái tàu đu đủ nha cả nhà. Mình ướp chanh á, đu đủ mình gần nó giòn hơn. Còn mình ướp phần giấm á thì đu đủ mình nó dễ xèo lắm nha. Giờ tới nước mắm. Nó mặn mà nó ngọt là được anh em biết. Nước này để đây. Chút mình bỏ mình ớt vô cái đu đủ. Sắc và lắc ớt mình bỏ vô nha cả nhà. Cay. Rồi bây giờ cái phần ớt còn lại mình để mình bằm với tỏi.
làm nước mắm cho nó nha. Xíu nước sôi thôi nha. Đó. Cho nó tan đường nhé, không có gì hết trơn. Phần nước chấm xong rồi nè. Đó. Bây giờ để mình qua đây nha. Mình thăm cái đầu heo của mình. Sắp chín rồi nha cả nhà. Để chút chín cái mình vớt nó ra rồi mình ngâm qua nước lạnh. Rồi xong mình mới trụng tôm nha. Đó. Đó, thịt heo heo bây giờ nó chín rồi nha cả nhà. Để mình vớt ra mình cho nó nguội. Vừa chín tới là nó ngon, ăn nó giòn giòn. Chứ mình để nó mềm quá ăn nó không có ngon nha cả nhà. Bây giờ cái nước còn lại mình trụng tôm. Tôm cũng mau chín rồi. Tôm mau chín lắm anh. Nó đỏ lên là được rồi, mình tắt mình để đó thôi. Rồi nó chín rồi. Thấy chưa? Rồi chút em đem qua em lột. Đỏ màu, nó chuyển màu nè. Chuyển màu nhưng mà con tôm nó chưa có đục ha. Nó đục chút xíu nữa rồi nó mới chín nè. Tôm của mình á, mình lọt xong rồi. Bây giờ mình chẻ đôi nha cả nhà. Mình chẻ đôi ra ha. Yeah.
Giờ tới phần lỗ tai heo nha cả nhà. Mình cắt nó thôi. Cắt mỏng nha cả nhà. Cho vô đây cái miếng cái đầu hành phi của mình nè. Cho đây cho nó thơm cái thịt đầu heo của mình nha. Cho nó đem muỗng. Làm cho mình sắc rau ươm, rau răm. Rau răm này nó mềm lắm cả nhà, nó non á. Nên mình không có bỏ gì hết cả, mình chỉ bỏ phần gốc chút xíu thôi. Mình đã rửa sạch sẽ rồi nha. Mình để lên chút mình trộn vô. Đó. Bây giờ mình để cho thịt với lại đồ đu đủ rồi mình thấm ha. Bây giờ mình nói qua cái phần bánh tráng này cả nha. Bây giờ mình bỏ vô microwave nha. Trước khi mình bỏ microwave mình rửa sơ nó một cái cho nó thấm nước ha. Ráng sơ nước. Đó. Rồi mình bỏ vô cái dĩa nha. Mình bỏ vô cái dĩa. Mình bấm lần 2 phút xong rồi mình trở lại cả nha. Đơn giản lắm cả nhà, vậy là cái mình có cái bánh tráng mình khỏi nướng luôn nữa, rồi mình ăn nó cũng không thấy nó lạ miệng ha. Nhưng mà bây giờ để mình bỏ cái phần đu đủ với lại thịt đầu heo về chung nha cả nhà. Xong cái bánh tráng của mình đã xong rồi. Đó, thấy chưa cả nhà, ngon ghê chưa. Chua chua ngọt ngọt nha. Trộn rau răm vô miếng thôi. Nửa đi, còn nửa nó lên chút nữa mình bỏ lên làm mặt. Trộn đều lên. Quá ngon. Rồi. Giờ đem ra cho cả nhà xem nha. Thấy rất là ngon mắt nè. Mình chúc mình coi thử coi nó ngon hay không. Đó. Quá ngon luôn ha. Rồi. Mình bỏ rau răm lên nha cả nhà. Đậu phộng lên nè. Đó. Đây là hành phi đã có sẵn rồi. Quá ngon luôn ha. Rồi bây giờ cái món gỏi đu đủ với lại tôm với thịt lỗ tai heo đó cả nhà của Viva Nguyễn đã hoàn thành rồi nha. Cuối cùng mình chúc cả nhà một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Mong cả nhà hãy vào video clip của Viva Nguyễn TV để cùng like, cùng share và cùng chia sẻ với mọi người. Nhớ đăng ký giúp mình nha cả nhà. Chân thành cảm ơn nhiều. Thân ái và chào tạm biệt.